Chào các bác nhá. Đây là cái pack 51.2V 130 này, 48V 130 đây. Thì cái pack này ấy là bên mình đã hoàn thiện như này. Khối lượng của cái pack này là khoảng 42 cân nhá. Đấy, nguyên khối như này. Nó rộng là 36 và dài 45, cao là 18 cm. Ở đây có một cái quạt giải nhiệt nhá, quạt gió nhá, là khi nào mà nhiệt độ của cái khối này, trong khối nước pin này nó cao hơn 36 độ thì nó sẽ tự động kích hoạt cái quạt để chạy. Đấy, đây là một cái lỗ. Cái lỗ này này là ở cái pack 48V ấy, thì nó là cái lỗ để lấy gió, thì gió nó sẽ đi từ đây. Đấy, đi qua cái hệ thống mạch ở trong này và làm mát hệ thống mát mạch BMS này, sau đó là chạy ra cuối này. Đây là cái này là cái đồng hồ này để quản lý cái nhiệt độ này, cài đặt cái nhiệt độ này. Còn đây là cái đồng hồ để báo dung lượng này và điện áp pin. Đây là cái nút nguồn để tắt mở BMS này, khi các bạn đấu điện thì các bạn tắt nó đi. Còn nó trăng hiện tại đỏ như này là nó đang sáng này, đang chạy bình thường. Đây là cái cọc âm này, âm ra này, ốc M6 thông dụng. Cọc này tối đa là 100A nhé. Đấy. Bây giờ mình mở bên trong cho các bạn xem nhé. Anh mở chú bên trong đó. Đây, bên trong của nó đây. Cái này ấy là sử dụng cái pin mới 100%. Cái này là pin Ultison Hightech nhé. Nó có mã QR ở đây, mọi người có thể check này. 16 viên pin LiPo. Cái loại pin này là nó không cháy nổ, thoải mái yên tâm dùng. Sử dụng mạch BMS Zika. Cái này có kết nối điện thoại thông minh để cho mọi người có thể theo dõi được cái điện áp trên từng cell pin. Đây là quạt làm mát đây này. Toàn bộ thùng đã lót phíp cách điện này đầy đủ và thanh rằng chắc chắn để chặn pin. Cái thùng này là mẫu này là mẫu mới nhất vừa ra mắt. Ngoài ra còn một cái mẫu nữa là nó liền kích 220 luôn, lên 220V cả sạc đó, cho anh em cần, anh em nào cần thì liên hệ mình nhé. Vậy nha, chào anh em nhá, anh em nào cần đặt hàng thì liên hệ mình.